Hồ cá bé 100.000 câu cả ngày. Cũng chưa định đi nhưng mà máu quá đi anh em ạ. Kiểm tra cước có xước ở đâu không? Phao này, bánh tứ, này hôm trước đi câu về quên không bảo quản tốt, hôm nay gì gì mất rồi, không sao, bánh tốt. Dao khoánh phát trúng ổ luôn, may đái luôn. Ngay đây mình kiểu một mày ấy bắt lên để mày ăn vào. Cái này rào không tốn quá nhiều thời gian, một phát trúng ổ luôn. Ok, đây nắm mồi em. Nét không? Đấy, vừa trộn ở nhà đây anh em này, rồi của anh. Hôm nay thứ bảy tưởng đông nhưng mà cũng ít nhỉ. Mỗi mình nữa là cần thứ ba nhỉ. Đúng không? Anh đi tưởng phải đông lắm. Cần thứ hai. Kia một ông ngồi kia nữa. Chỗ cái chòi anh nhìn thấy chưa? Sáu, năm cục rồi. Sáu cục, bảy cục. Mẻ hôm nay không ngon lắm. Ok, đoạn cái quần này chắc là quanh chỗ khác này. Đoạn này không...
Rồi.